Thưa quý vị, thời gian qua, tình hình lây nhiễm COVID-19 tại các khu dân cư đông đúc trong các kiệt hẻm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, trong đó có quận Hải Châu, diễn biến phức tạp. Để nâng cao nhận thức của người dân trong phòng chống dịch, quận Hải Châu dự kiến triển khai đội hình sử dụng Flycam để giám sát phòng dịch tại các khu vực có nguy cơ cao. Theo đó, Ủy ban Nhân dân quận Hải Châu đã huy động các thành viên của câu lạc bộ bay Đà Nẵng để triển khai đội hình giám sát phòng dịch bằng Flycam. Bước đầu, 14 flycam sẽ được vận hành giám sát thử nghiệm tại những khu vực có nguy cơ cao trên địa bàn các phường, nhất là tại các kiệt hẻm sâu. Toàn bộ dữ liệu hình ảnh sẽ được kết nối trực tiếp về trung tâm điều khiển của quận để đánh giá việc chấp hành chống dịch của người dân. Thưa quý vị, việc tăng cường các thiết bị giám sát hình ảnh tại những khu vực có mật độ dân cư đông, nhất là tại những khu vực nguy cơ cao như các kiệt hẻm trên địa bàn thành phố, là một trong những giải pháp nhằm góp phần nâng cao nhận thức phòng chống dịch của người dân. Mọi vi phạm quy định về phòng chống dịch được phát hiện, trích xuất dữ liệu từ những hình ảnh của các thiết bị giám sát này sẽ được lực lượng chức năng xử lý nghiêm theo quy định. Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân quận Hải Châu, việc bay flycam thử nghiệm được thực hiện tại tất cả 13 phường vào khung giờ cao điểm là từ 7 giờ đến 9 giờ, 16 giờ đến 19 giờ. Đây là những khung giờ mà trước đây đã ghi nhận tình trạng người dân vi phạm quy định, ai ở đâu thì ở đó. Ở một số khu dân cư có kiệt hẻm nhỏ sâu thì xuất hiện nhiều ca F0. Lý do chính đó là cái sự giao lưu giữa người dân ở hai bên, thành ra là nó xuất hiện nhiều cái ca F0 ở trong cộng đồng. Chúng ta có nhiều hình thức giám sát, camera, hoạt động của ban điều hành, nhưng cái hiệu quả nó chưa thật sự là cao. Sau khi nhận thức được cái điều đó thì chúng tôi đã làm việc và đưa ra một cái lịch trình cụ thể cho cái đội hỗ trợ này để thực hiện giám sát người dân ở trên cao. Theo ghi nhận, trong sáng nay, việc tổ chức các đội hình bay thử nghiệm và kết nối dữ liệu bước đầu cơ bản ổn định. Hiện tại là các dữ liệu từ Flycam sẽ truyền trực tiếp liên tục về trung tâm điều hành. Ban chỉ đạo là sẽ quan sát thời gian thực, đồng thời lưu tại máy để khi phát hiện ra người vi phạm thì sẽ được chuyển về địa phương. Quận Hải Châu hiện vẫn đang là một điểm nóng về dịch, nhất là các ổ dịch phát sinh từ kiệt hẻm. Bên cạnh các giải pháp như lắp camera, tuần tra lưu động, thì các đội bay thử nghiệm giám sát phòng dịch cũng được xem là một trong những giải pháp công nghệ để địa phương đánh giá và triển khai hiệu quả hơn trong công tác phòng chống dịch trên địa bàn. Tuy nhiên, giải pháp quan trọng và căn cơ nhất để dịch bệnh sớm được đẩy lùi vẫn là ý thức tự giác phòng chống dịch của người dân.